Thời thế tạo anh hùng. Đường khoa cử, đất bằng sinh hiền sĩ. Ai tài giỏi hay nằm đêm suy nghĩ. Giàu sang rồi có lúc sẽ về không. Nhìn ra thế giới mênh mông, quay về nhìn lại non sông nước mình. Bao nhiêu phong cảnh hữu tình hiện lên nét đẹp dáng hình quê hương. Đậm đà ấm áp tình thương là của dân tộc kiên cường Việt Nam. Đất nước gặp phải gian nan, toàn dân tộc vẫn bền gan vững lòng. Hình chữ S đất vua Hùng luôn theo dân tộc đi cùng thời gian. Toàn dân tộc vẫn hiên ngang, quyết tâm bảo vệ giang sơn nước nhà. Nhân tài kiệt xuất sinh ra, làm rạng danh nước Việt ta bao đời. Trải qua biết mấy mươi thời, hình chữ S vẫn đời đời vẹn nguyên. Hình chữ S vẫn bình yên, giữ cho con cháu dòng tiến muôn đời. Ông cha ta quá tuyệt vời, gian nguy vẫn quyết nói lời ba không. Đó là truyền thống cha ông, kết tình đoàn kết non sông nước mình. Lòng nhân ái nặng nghĩa tình, bản sắc dân tộc tình hòa bao đời. Một đất nước thật tuyệt vời, luôn luôn có đảng chiếu soi dân đường, tạo thành sức mạnh phi thường, vượt qua hết mọi chặng đường gian nan. 4.000 năm nước Việt Nam, đất trời phù hộ cho giang san mình. Đất trời thật có nghĩa tình, tặng cho đất nước mình bao nhân tài. Sự yêu ái của các ngài quả là có một không hai trên đời. 4.000 năm đã xa rồi, sử sách ghi lại từng thời đã qua. Công to lớn của ông cha giữ cho xã tắc sơn hà vẹn nguyên, xứng danh con cháu dòng tiên, đã làm nên biết bao thiên sử vàng và bao chiến tích huy hoàng, đánh quân xâm lược ngoại bang tơi bời, quốc gia bất bại trên đời, thắng hai cường quốc mũi lồi mắt xanh, bành trướng Trung Quốc gian manh, cũng bị ta đánh tan tành tả tơi, lừng danh trên khắp muôn nơi, ngụy nhào cũng đã rời vào ngủ đông. Thời oanh liệt của cha ông đã làm nên những chiến công lẫy lừng. Một dân tộc quá oai hùng, ấm vang bôn bể, lẫy lừng năm châu, làm cho giặc cướp Mỹ Âu thua trong nhục nhã quay ra đầu hàng, khiến hành tinh quá ngơ ngàng. Việt Nam thật quá giỏi giang hơn người. Gia nhân kiệt xuất trên đời đã đưa đất nước về thời thăng hoa. Khóa 13 đã bầu ra một vị thủ tướng tài ba hơn người, là một chính khách đương thời. Phạm Minh Chính thật sáng ngời lòng dân, hiền từ giản dị nhân văn, kính luân trí tuệ thừa tầm nhìn xa. Giữa cơn bão táp phong ba, đại dịch Covid xảy ra lan tràn, chẳng khác chi một trận cạn, thủ tướng phát lệnh sẵn sàng chặn ngăn, không lùi bước trước khó khăn, ngày đêm sát cánh ân cần bên dân. Vượt qua biết mấy gian truân, giữa vùng đại dịch muôn phần hiểm nguy, với bao quyết sách diệu kỳ để đối phó dịch cố vì lan tràn. Tất cả đã được luận bàn, trưởng bán chống dịch sẵn sàng bàn ra, đồng lòng quyết chí sông pha, đã làm đại dịch nước ta giảm dần. Thủ tướng năng nổ chuyên cần, mồ hôi ướt đẫm áo quần ngày đêm. Bao nhiêu di ảnh hiện lên một vị thủ tướng khó quên khóa này. Trời xanh chắc đã an bài,
biệt phái ông xuống làm thầy tớ dân. Vừa qua một chuyến đi thăm xứ châu Âu đó xa xăm muôn trùng, thật là quá đỗi vui mừng, mang về thắng lợi vô cùng vẻ vang. Đúng là lịch sử sang trang, Việt Nam đã đứng ngang hàng năm châu. Có 70 vị nhà thầu, toàn là những hãng đứng đầu quốc gia, đầu tư sang Việt Nam ta với 30 tỷ đô la theo cùng. Đây là một chuyện đáng mừng, làm cho kinh tế không ngừng vươn xa. Thắng lợi của nước non nhà sẽ đưa vị thế nước nhà lên cao. Nhân quyền ngài trả lời sao, sẽ không để một người nào thiếu ăn. Câu trả lời quá nhân văn, khiến bọn dân chủ phải cấm mõm liền. Hết chuyện áp đặt nhân quyền, cú đấm vỡ mặt bọn điên khủng này. Thủ tướng ứng phó quá hay, làm chúng bé mặt ở ngay nghị trường. Tổ chức ma quỷ nhân quyền chỉ là những kẻ hướng tuyển thời nay. Giải trình ứng phó quá hay, ngài đã nhanh trí giải vây không thành. Câu trả lời thật chân tình, sẽ không bỏ lại sau cùng một ai. Thông minh ứng phó kỳ tài, tài hùng biện đó của ngài giỏi tay. Cuộc họp quốc hội mới đây trả lời chất vấn ấm thay lòng người. Song toàn chí dũng một đời, cảm ơn đức mẹ sinh thời ra ông. Địa lính nhân kiệt non sông, hậu lộc Thanh Hóa quê ông sinh thời. Cảm ơn đất cảm ơn trời, đã tặng đất nước một người tài hoa. Hồng phúc của nước non này, có vị thủ tướng tài ba hơn người, luôn có tâm đức xa người, luôn có tâm huyết với người dân đen, rất tôn trọng kẻ nghèo hèn. Ông là người chẳng bón chén với đời, một nhân phẩm quá tuyệt vời, của quán nhất phẩm đương thời ngày nay. Khác quan nhất phẩm trước đây, của thập niên trước chỉ say men tiền, chỉ biết lợi dụng uy quyền, cùng lũ đệ tử moi tiền đóng bao. Trình độ thì chẳng ra sao, 10 năm ông đóng hầu báo quá đầy, ăn nghiêng cả nước non này, tạo ra biết mấy đường dây quan tả, thông đồng cướp của quốc gia, ngang tàng mặc sức phá giang san này. Hồi sau đất nước chẳng gầy, gần như sụp đổ trong tay của ngài. Quả là có 102, ăn tàng phá hại chẳng sai chút nào. Thật là chúa xót làm sao, của thập niên trước biết bao quan tả, 10 năm nghiêng ngừa sơn hà, xã tắc lụi bại chính là do ông. Trong tay nắm giữ non sông, bao nhiêu dự án ông không nói gì. Vài trăm ngàn tỷ ra đi, nước non nghèo kiệt đi trong tay ngài. Nhà băng trống giống thần tài, đất vàng mất hết từ ngài mà ra. Thường bất chính đó cũng là, hạ tắc loạn mới sinh tả khắp nơi. Vay nợ công để ăn chơi, tạo nồi xâm giặc khắp nơi quan trường. 10 năm nhiều chuyện lạ thường, cả một ekip chung đường với nhau. Bầy đàn lập các sân sau, quan ông quan bộ cùng nhau chia tiền. Càng cua sức mạnh phi thường, nó đã chặn mọi ngã đường điều tra. Phe cánh ngài đã tạo ra, đó chính là bọn quan tả ngôi cao. Thế lực mạnh tới cỡ nào, nhà băng chúng chuyển hết vào hậu bao. Thẩm cung bi sử ra sao, quy lò đã chính thức vào hỏi thăm. Khi hầu tòa mới ăn năn, trước tòa khóc lóc kéo ván giảm hình. Khi mà làm chuyện bất minh, giàu sáng quyền thế coi khinh dân thường. Đến khi ngã ngựa giữa đường, mới thấy luyến tiếc quan trường làm sao. Ghế vàng son ở ngôi cao, giã tử nó thật
nghẹn ngào biết bao. Xe sang biệt phù thế nào, bổ bịch nó cũng vẫy chào quay đi. Tiền nó cũng chẳng nói chi, tất cả quay mặt sau kỳ vậy ta. Giờ gặp đại hòa phong ba, chúng đều đã lánh xa ta hết rồi. Thật là ngao ngán cho đời, tham lam chi lắm để ngồi thiên lao. Ra từ ngôi vị thanh cao, tất cả này đã lạc vào hư không. Ra chàng xé cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Của phủ vân tiếc lạc chi, giờ khác gì đám phù du bến hồ.